Xin chào quý anh chị khách hàng và quý nhà đầu tư. Hôm nay thì Thu Tuyền đang có mặt tại sa bàn của dự án The Wellington Luxury Residence Nha Trang. Căn hộ siêu cao cấp này thì có quy mô là hơn 11 hecta với 3 tòa. 3 tòa này thì cao từ 24 đến 27 tầng anh chị nha. Khoảng cách giữa các tòa này là 15 mét. Và anh chị có thể thấy thì nguyên khu này mật độ xây dựng chỉ 36% thôi. Cho nên là anh chị chọn The Wellington là nơi an cư, nghỉ dưỡng này. Thì không gian ở đây rất là mở, rất là thoáng, nhiều mảng xanh công viên để anh chị tận hưởng cuộc sống ha. Dự án thì với 100m mặt tiền biển, 100m view công viên và 250m view về sông Cái. Đây là cung đường Trần Phú phía view biển. Đường Trần Phú này là cung đường sầm uất và nổi tiếng nhất thành phố Nha Trang rồi. Hiện tại The Wellington Luxury Residence có trung tâm thương mại lớn nhất thành phố Nha Trang tính đến thời điểm hiện tại ạ. Bởi vì là khu các khối trung tâm thương mại, khối đế trung tâm thương mại tại The Wellington thì quy mô đến 12.000 m2 đó quý anh chị. Là bố trí ở tầng 1, tầng 2 và tầng 3. Và điểm nhấn của The Wellington chính là tại tầng 3 của mỗi tòa đều có hồ bơi vô cực tràn bờ rộng đến 1.200 m2 ạ. Và từ tầng 2 nối đến tầng 3 sẽ có phố đi bộ trên không với quy mô là 1.800 m2. Nơi đây sẽ là nơi mà nhà mình dạo bước để tận hưởng, để mà trải nghiệm các cái dịch vụ cao cấp nhất tại Nha Trang. Đặc biệt là The Wellington có đến 2 tầng hầm rộng thông nhau để nhà mình để xe. Cho nên là quý anh chị không phải lo về vấn đề để xe đâu ạ. Với 3 tòa The Wellington này thì chỉ có 1.341 căn hộ thôi, mang tính độc quyền tại mặt đường Trần Phú này, tại mặt biển này, và nhà mình được sở hữu lâu dài luôn đó ạ. Bây giờ xin mời quý anh chị cùng Thu Tuyền mình xem qua tổng quan một vòng ha. Về phía view biển này thì 100m mặt tiền biển ạ. Anh chị nào mà thích view biển thì nhanh tay booking giữ chỗ trước anh chị nha. Và bên này sẽ là view về sông Cái. Nếu anh chị chọn view sông á thì về tương lai thì khu vực này sẽ rất rất là phát triển và còn nhiều tiềm năng, còn nhiều cơ hội tăng giá nữa, bởi vì là sẽ hình thành bến du thuyền tại vị trí này, tại sông Cái, trục xóm Cồn. Và tỉnh Khánh Hòa, thành phố Nha Trang đã có quy hoạch cái trục xóm Cồn này sẽ là phát triển về kinh tế đêm, là nơi trọng điểm để phát triển kinh tế đêm tại thành phố Nha Trang đó quý anh chị. Khu vực phố đi bộ này thì đến 14.000 m2. Chiều dài là 1.000m và chiều rộng là 14m. Phố đi bộ này thì được mở cửa từ 4 giờ chiều đến 4 giờ sáng ngày hôm sau. The Wellington Luxury Residence thì thực sự phù hợp với những nhà đầu tư giới thượng lưu. Mình chọn căn hộ này để lâu lâu về Việt Nam. Anh chị ở nước ngoài thì lâu lâu về Việt Nam mình ở nghỉ dưỡng này. Những ngày còn lại thì có thể khai thác cho thuê. Với cái vị trí đắc địa như vậy, ngay giao lộ của trục xóm Cồn và cung đường Trần Phú mà nhà mình được sở hữu lâu dài. Đây là dự án đầu tiên tại cái mặt Trần Phú sở hữu view biển, view sông đẹp như vậy mà mình có sổ hồng sở hữu lâu dài đó quý anh chị. Dự án thì hiện tại đã chuẩn bị đóng nắp hầm và lên tầng. Anh chị sẽ được nhận bàn giao vào quý 3 năm 2024 anh chị nha. Và với những anh chị nào mà mình muốn đầu tư căn hộ hạng sang cao cấp bậc nhất tại thành phố Nha Trang nhưng mà với số vốn ít ỏi chỉ 30% thôi á, thì anh chị chọn phương án là mình vay ngân hàng. Ngân hàng sẽ hỗ trợ anh chị đến 70% giá trị căn hộ và mình có 24 tháng không trả lãi, không trả gốc và miễn phí trả nợ trước hạn anh chị nhé. Như vậy thì đến thời điểm mà mình nhận bàn giao căn hộ rồi, nhà mình ở và khai thác được thì anh chị mới đến thời hạn là mình trả lãi cho ngân hàng đó ạ. Một chính sách quá là tuyệt vời cho căn hộ có vị trí đắc địa như vậy đúng không ạ? Bây giờ xin mời quý anh chị cùng Thu Tuyền mình khám phá căn hộ mẫu của The Wellington Luxury Residence, căn hộ 3 phòng ngủ cực kỳ đẳng cấp. Xin mời ạ.